Mới đây, câu lạc bộ Thanh Hóa đã gửi công văn lên Liên đoàn bóng đá châu Á xin không tham dự đấu trường AFC Champions League 2. Đề nghị của đội bóng xứ Thanh đã được AFC đồng ý. Lý do được Thanh Hóa đưa ra là họ phải đối mặt với lịch thi đấu dày khi tham dự các đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Dù VFF đề xuất cho một đại diện khác của Việt Nam tham dự giải châu lục nhưng không được chấp thuận. Như vậy, ở AFC Champions League 2 mùa giải tới, Việt Nam chỉ có một đại diện duy nhất là Nam Định, các nhà đương kim vô địch V-League. Giải đấu được xem là cúp C2 châu Á sẽ bốc thăm chia bảng vào tháng 8 tới, trước khi chính thức khởi tranh một tháng sau đó.